Theo Bloomberg, khi dấn thân vào vũ trụ ảo Metaverse, Mark Zuckerberg đã phải trả giá đắt trong thế giới thực. Kể từ đầu năm đến nay, tài khoản của CEO Meta Platform của công ty mẹ Facebook đã bốc hơi 71 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tài sản của Zuckerberg đã bay hơi hơn một nửa. Với khối tài sản trị giá 55,9 tỷ đô la Mỹ, ông đứng thứ 20 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, vị trí thấp nhất kể từ năm 2014. So với hồi đầu năm, CEO Meta tụt tới 14 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Cách đây chưa đầy 2 năm, Zuckerberg nắm giữ khối tài sản trị giá 106 tỷ đô la Mỹ và nằm trong top 3 tỷ phú giàu nhất thế giới. Vào thời điểm đó, ông chỉ đứng sau ông chủ Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Vào tháng 9 năm 2021, tài sản của ông đạt đỉnh 142 tỷ đô la Mỹ nhờ giá cổ phiếu của công ty tăng vọt lên 382 đô la Mỹ một cổ phiếu. Phần lớn tài sản Zuckerberg đều gắn với cổ phiếu Meta. Theo hồ sơ mới nhất, ông nắm giữ hơn 350 triệu cổ phiếu tại công ty này. Một tháng sau đó, Zuckerberg đổi tên công ty thành Meta với tham vọng phát triển Metaverse. Nhưng kể từ đó, công ty mẹ của Facebook đã phải chật vật tìm chỗ đứng trong giới công nghệ. Các báo cáo kết quả kinh doanh mới đây của công ty đều kém khả quan. Vào tháng 2 năm nay, Meta tiết lộ tăng trưởng người dùng hàng tháng của Facebook đã chững lại. Thông tin khiến cổ phiếu Meta tụt dốc không phanh. 31 tỷ đô la Mỹ bốc hơi khỏi tài sản của Zuckerberg chỉ trong vỏn vẹn một ngày. Một trong những mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Trong quý 2, doanh thu của Facebook đạt 28,82 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn dự báo 28,94 tỷ đô la Mỹ và giảm gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook đạt 1,97 tỷ người với doanh thu trung bình trên mỗi người dùng là 9,82 đô la Mỹ. Trước đó, theo Street Account, giới quan sát dự báo, hai con số này lần lượt là 1,96 tỷ và 9,83 đô la Mỹ một người. Instagram cũng đặt cược vào Reels để cạnh tranh với nền tảng video ngắn TikTok, nhưng doanh thu quảng cáo từ tính năng này không mấy khả quan. Trong khi đó, lo ngại về cuộc suy thoái toàn cầu đang phủ bóng lên toàn bộ ngành công nghiệp khi chi tiêu dành cho quảng cáo của các doanh nghiệp sụt giảm. Meta đã đưa ra dự báo bi quan trong quý 3 với lý do nhu cầu quảng cáo tiếp tục suy yếu như trong quý 2 vì môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn. Trong cuộc họp, Mark Zuckerberg cho biết công ty sẽ cắt giảm nhân sự trong năm tới, nguyên nhân là Meta phải thắt lưng buộc bụng khi kinh tế suy yếu. Bà Laura Martin, nhà phân tích Internet cấp cao tại Needham & Co. nhận định, các khoản đầu tư của Meta vào Metaverse cũng kéo tụt giá cổ phiếu của công ty. Zuckerberg đã cho biết dự án sẽ tiêu tốn khoản tiền đáng kể trong 3 tới 5 năm tới. Trong khoảng thời gian đó, Meta phải giành lại người dùng từ TikTok. Gã khổng lồ công nghệ cũng gặp trở ngại khi bị giám sát chặt chẽ hơn. Trong số 5 đại gia công nghệ Mỹ bao gồm Meta, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet, cổ phiếu của công ty mẹ Facebook có hiệu suất hoạt động kém thứ hai, chỉ hơn Netflix trong năm nay. Giá cổ phiếu của Meta đã lao dốc khoảng 57%. Để so sánh, giá cổ phiếu của Apple, Amazon và công ty mẹ Google Alphabet giảm lần lượt 14%, 26% và 29%. Mức giảm của cổ phiếu Netflix cũng chỉ nhỉnh hơn cổ phiếu Meta khoảng 3%. Theo nhà phân tích công nghệ Mandeep Shaikh tại Bloomberg Intelligence, nguyên nhân lớn đằng sau mức giảm mạnh của cổ phiếu Meta là ván cược tốn kém vào Metaverse.